ai sẽ là người đến giải cứu cô bé đáng thương này? Cô bé rõ ràng là đang khỏe mạnh, nhưng lại bị chính cha mẹ đè ép lên bàn mổ 8 lần. Bác sĩ chuẩn bị lấy tủy và máu của cô bé để chữa trị cho cô chị đang bị bệnh ung thư máu của cô bé. 11 năm qua, chỉ cần bệnh tình của cô chị kết diễn biến xấu, cô em gái Anna liền bị đưa lên bàn phẫu thuật để hiến cho cô chị những thứ cần. Điều này khiến cô gái nhỏ Anna cảm thấy sợ hãi vì cảm giác thân thể của mình bị người khác khống chế. Năm cô bé tròn 11 tuổi thì cô chị kết bị mắc bệnh suy thận. Thế là cha mẹ cô bé với danh nghĩa người bảo hộ liền yêu cầu cô bé hiến cho chị mình một quả thận. Lần này, cuối cùng cô bé cũng không chịu nổi nữa. Cô bé quyết định kiện cha mẹ mình ra tòa. Cô bé bán sợi dây chuyền được $700. Sau đó tìm đến vị luật sư nổi tiếng là Campbell Alexander. Ban đầu Campbell tưởng cô bé Anna đang nói đùa, nhưng khi xem xong tập tài liệu dày cộp ghi chép những lần phẫu thuật trước của cô bé, trong lòng ông chỉ muốn chửi thề một câu: "What the hell?" Để cứu mạng cho cô con gái lớn, cha mẹ đã không ngừng hại cô con gái nhỏ. Đây là cách làm của cha mẹ sao? Điều này khiến Campbell không thể hiểu nổi, nhưng Anna lại hiểu rõ nguyên nhân. Cháu là một đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cha mẹ sinh cháu ra với mục đích dùng để chữa trị cho chị. Mặc dù Anna chỉ mang theo có $700, nhưng Campbell đã chấp nhận tiếp nhận vụ án của cô bé. Nhưng ông ấy có một câu hỏi, muốn cô bé thẳng thắn xác nhận với mình: "Cháu có biết hậu quả của việc không hiến thận không?" "Cháu biết, chị ấy sẽ chết." Một buổi chiều vài ngày sau đó, khi tòa án gửi thư thông báo đến bệnh viện, mẹ Anna là Sarah dường như sụp đổ. Con gái lớn kết còn đang nằm trên giường bệnh, đợi Anna hiến thận để cứu. Nhưng cô con gái nhỏ Anna lại nhờ tòa án cưỡng chế dừng cuộc phẫu thuật lại. Trong lúc kích động, Sarah đã tát cho Anna một cái. Anna vô cùng tủi thân chạy ra khỏi phòng bệnh. Tối đó khi mọi người quây quần bên bàn ăn và tiếp tục thuyết phục Anna, cô bé liền nói ra những lo lắng cùng nỗi tủi thân của mình. Cô bé nói, mình rõ ràng là khỏe mạnh bình thường, có thể sống cuộc sống tự do thoải mái như người khác. Nhưng tại sao cô phải cắt đi một quả thận của mình, rồi cả đời phải sống một cách cẩn thận lo âu, không dám uống nước linh tinh và không dám tham gia tiệc. Con có khả năng không thể sinh con được nữa. Cô bé sợ hãi con người tàn phế như thế, càng sợ nếu không may cuộc phẫu thuật thất bại, cô bé có thể sẽ vĩnh viễn ra đi. Sau khi nghe những lời cô bé nói, mọi người đều câm lặng để xoa dịu mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Bố cô bé là Brian liền đưa Anna đến chỗ đội cứu hỏa. Đồng nghiệp anh đang chuẩn bị một buổi tiệc, Anna liền chạy qua chào hỏi và nói chuyện với mọi người. Ai cũng yêu mến cô gái nhỏ hoạt bát đáng yêu này. Nhìn cô con gái nhỏ cười đùa vui vẻ với mọi người, trong đầu Brian bỗng hiện lên hình ảnh khi Anna 5 tuổi nằm trên bàn mổ, cảnh cô bé bất lực kêu gọi cha mẹ mình. Nghĩ đến đây, Brian vô cùng tự trách. Những đứa trẻ của gia đình khác khi bị bắt nạt, người đầu tiên chúng tìm để an ủi là cha mẹ chúng. Nhưng khi cô bé Anna bị bắt nạt, lại chỉ có thể tìm luật sư giúp đỡ. Cách so sánh này khiến một người cha như Brian như dao cắt vào tim. Anh quyết định tôn trọng quyết định của Anna. Thế là vào một buổi tối, Brian và Sarah liền cãi nhau thật to. Nhưng dù có như thế, Sarah vẫn kiên quyết bắt Anna hiến thận cho Kết. Nhưng phía bệnh viện lại xảy ra vấn đề. Bác sĩ chủ trị nói với Sarah, vì Anna từ chối hiến thận cho Kết, nên cuộc phẫu thuật không thể tiến hành, đành phải chờ kết quả của bên tòa án. Nhưng tồi tệ hơn nữa là bệnh tình của Kết đã diễn biến rất xấu, nên cô bé không còn sống được bao lâu nữa. Bác sĩ khuyên cô nên đưa Kết về nhà và chuẩn bị việc hậu sự cho cô bé. Cảm giác tuyệt vọng này khiến Sarah gục ngã. Trong lúc tức giận, cô liền xông thẳng vào văn phòng luật sư Campbell. Sarah trước kia cũng từng là một luật sư. Cô biết luật sư nổi tiếng Campbell Alexander tiếp nhận mọi vụ án chỉ vì kiếm tiền. Nhưng lần này, Anna chỉ với $700, mà làm cách nào lại mời được ngài luật sư Campbell? Campbell không trả lời câu hỏi của cô, dường như ông ấy đang cố tình giấu một bí mật nào đó. Tôi suýt thì tin rằng ông quan tâm đến Anna. Thật buồn cười, tôi cũng đang muốn nói thế với cô. Xem đến đây bạn có lẽ sẽ cho rằng Sarah quá tàn nhẫn với cô con gái nhỏ, thậm chí còn cảm thấy cô ấy không xứng là một người mẹ. Nhưng sự thật có phải là như thế không? Năm đó khi Sarah chủ động cạo một đầu tóc vàng của mình, chỉ với một mục đích duy nhất là để động viên an ủi cô con gái Kết. Sau thời gian dài trị liệu, Kết đã bị rụng hết tóc. Cô bé bắt đầu không chịu hóa trị. Thế là Sarah liền nghĩ ra cách này để cổ vũ cho cô con gái lớn tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Một người mẹ như thế, làm sao lại không xứng là mẹ chứ? 11 năm trước, khi cô con gái lớn được xác nhận mắc bệnh, cái ngày mà bác sĩ xác nhận cô bé bị bệnh máu trắng, hai vợ chồng Sarah tưởng như thế giới đã sụp đổ. Vì kháng nguyên của cả hai vợ chồng Sarah và cậu con trai đều không phù hợp với Kết, nên bác sĩ đã gợi ý bọn họ nên sinh thêm một đứa bé nữa, đồng thời dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có thể có được kháng nguyên phù hợp đến 100%. Hai vợ chồng Sarah không còn cách nào khác, thế là cô con gái nhỏ Anna ra đời. Trong 11 năm sau đó, để được bên cạnh con gái trong lúc cô bé chữa bệnh, Sarah đã từ bỏ sự nghiệp của mình, từ bỏ cuộc sống riêng của mình, từ một luật sư giỏi trở thành một hộ lý bệnh viện. Là một người mẹ, những khó khăn vất vả này Sarah chỉ có thể một mình lặng lẽ chịu đựng. Nhưng tất cả những chuyện này đều được cô con gái lớn ghi lại trong một cuốn sổ. Mỗi khi mở cuốn sổ ấy ra, cô bé Kết đều lặng lẽ xin lỗi mọi người thân trong nhà. Cô bé cảm thấy có lỗi với cậu em Jesse, bởi vì cha mẹ đều chỉ quan tâm đến bệnh tình của Kết, nên không ai chăm sóc cho Jesse. Thế là cậu bé chỉ có thể ở lại ký túc xá của trường,
cho dù có bị bắt nạt cũng chẳng có ai an ủi động viên. Cô bé cũng cảm thấy có lỗi với cha mình, người mẹ vốn dĩ tính tình hiền dịu của cô, vì bệnh tình của cô bé mà thường xuyên cãi nhau với cha cô. Điều này khiến gia đình vốn dĩ vô cùng hạnh phúc bỗng rơi xuống đáy của vực sâu. Nhưng Kết cảm thấy người cô bé cần xin lỗi nhất chính là cô em gái nhỏ Anna. Là một người chị, cô không những không chăm sóc bảo vệ cho cô bé, lại còn khiến cô bé phải hiến tủy và máu cho mình. Ngoài việc ghi lại những khoảnh khắc của gia đình, trong mấy trang cuối của cuốn sổ còn ghi lại một tình yêu ngắn ngủi của Kết. Anh chàng đó tên là Taylor, cũng là một bệnh nhân ung thư máu. Hai người họ vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Kết lúc này mới bắt đầu rụng tóc, nên cô vẫn tự tin cùng hẹn hò với anh chàng Taylor. Cảm nhận tình yêu và rung động như những người khác, nhưng chỉ không giống là ngoài tình yêu, bọn họ còn có đồng cảm với hoàn cảnh chung của cả hai người. Mỗi lần nôn thóc nôn tháo sau khi hóa trị, Kết đều có Taylor bên cạnh chăm sóc động viên. Sarah cũng rất thích anh chàng Taylor này, cô ủng hộ tình yêu khó khăn mới có được này của con gái. Ngày hôm đó, bệnh viện tổ chức một vũ hội cho những bệnh nhân ở đây. Kết đội tóc giả và mặc lên người bộ lễ phục, cô mỉm cười rồi từ từ bước xuống cầu thang. Sarah liền lấy máy ảnh ra chụp cho Kết và Taylor tấm hình làm kỷ niệm. Cảnh tượng lúc này như trong một hôn lễ vậy, khiến người cha cảm nhận được niềm vui và sự lưu luyến khi cô con gái của mình lấy chồng. Trong lúc Brian đang cảm động rưng lệ thì Kết đã bước đến bên cạnh anh. Brian đưa tay cô con gái giao cho chú rể, chú rể dắt tay cô dâu rồi rời khỏi nhà mẹ đẻ và bắt đầu cuộc sống mới của họ. Đây là một ngày hạnh phúc nhất của Kết và Taylor. Trong khoảng thời gian đẹp đẽ này, bọn họ cố gắng cảm nhận hết niềm vui của những người bình thường, nhưng thời gian hạnh phúc lại vô cùng ngắn ngủi. 3 ngày sau đó, Taylor ra đi vĩnh viễn, niềm hạnh phúc ngắn ngủi của Kết liền bị dập tắt. Điều này khiến cô làm ra một loạt những hành động dại dột. Có một lần, Kết đã đứng trước mặt Anna và định uống hết lọ thuốc ngủ. May là cô em gái Anna đã kịp ngăn lại, nên mới không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Sau ngày hôm đó, hai chị em dường như đã đạt được một giao ước với nhau. Cô chị Kết không còn có tình tự tử nữa. Cô quý trọng từng ngày được ở bên người thân. Nhưng ngày tháng như thế không kéo dài lâu, Kết vì mắc bệnh suy thận nên một lần nữa phải nhập viện. Tiếp sau đó, cha mẹ liền bắt Anna phải hiến thận cho chị, nên mới có chuyện cô bé kiện cha mẹ mình ra tòa. Những ngày chờ tòa án xét xử, bệnh tình của Kết ngày càng nghiêm trọng hơn, tình hình sức khỏe của cô bé ngày càng tồi tệ. Nhưng dù có như vậy, cô bé vẫn xin bố đưa mình đi ra biển chơi. Sau khi được bác sĩ chủ trị đồng ý, Brian liền đưa Kết và cậu con trai Jesse rời khỏi bệnh viện. Ba người họ cùng đến trường, rồi đón cô bé Anna đang trong giờ học. 11 năm nay, đây là lần đầu tiên cả gia đình được tụ tập đông đủ thoải mái. Nhưng sự thoải mái của họ nhanh chóng bị Sarah phá vỡ. Lúc này Sarah chỉ muốn thắng vụ kiện kia, rồi sau đó có thể thuận lợi lấy thận của Anna ghép cho Kết. Cô sẽ không để xảy ra vấn đề gì trong lúc này, để có thể đưa con gái trở lại bệnh viện. Sarah đã cãi nhau kịch liệt với chồng, hai người thậm chí còn đưa ra đề nghị ly hôn. Nhưng cuối cùng Brian vẫn đưa các con đến biển chơi. Không còn cách nào khác, Sarah đành đi theo mọi người đến bên bãi biển. Cuối cùng thì cả gia đình cũng có một buổi đi chơi vui vẻ. Nhìn hai đứa em cuối cùng cũng được như bao đứa trẻ khác, thoải mái chạy nhảy nô đùa, Kết cũng bất giác đứng dậy, rồi bước về phía ánh hoàng hôn. Khi những tia nắng ấm áp chiếu lên gương mặt Kết, cô gái nhỏ đã chiến đấu với bệnh tật cả một đời này, cuối cùng cũng nở nụ cười lâu nay đã tắt trên môi. Ngày hôm sau, tòa án mở phiên xét xử. Trên tòa án, Sarah mời rất nhiều bác sĩ và chuyên gia. Từ góc độ y học mà nói, mọi người đều khuyên Anna hiến thận cho Kết. Nhưng dù có như thế, Sarah cũng không thể thắng kiện, bởi vì trong 11 năm qua, cô bé Anna còn nhỏ tuổi, trải qua những cuộc phẫu thuật hiến tặng đều là do cha mẹ cô bé quyết định thay cô. Đây là sự thật không thể tranh cãi. Bọn họ chọc những mũi tiêm đó vào thân thể Anna, là chọc thẳng vào xương, có phải không? Cô có thể dùng tay để miêu tả đầu kim đó to cỡ nào không? Câu hỏi này của luật sư Campbell khiến người mẹ như Sarah vô cùng hổ thẹn. Lúc này trong đầu cô toàn là hình ảnh khi Anna bị đưa lên bàn mổ. Nhưng điều này không khiến cô từ bỏ quyết tâm cứu sống cô con gái lớn Kết. Đến khi gần cuối phiên tòa, Sarah liền chất vấn Anna. Bình thường tình cảm hai chị em vô cùng thân thiết, cô bé Anna bé nhỏ thậm chí còn thường xuyên tắm rửa cho chị. Sarah không hiểu nổi tình cảm thân thiết như thế, tại sao cô bé lại không đồng ý hiến thận cứu chị mình. Những lời chất vấn này khiến Anna không biết phải nói gì. Nhưng cũng trong lúc cô bé đang hoang mang thì cậu anh không nhịn được nữa, đành nói ra sự thật. Hóa ra kế hoạch kiện cha mẹ không phải là do Anna nghĩ ra, người chủ đạo kế hoạch này chính là Kết. Mười mấy năm nay, cô bé đã chịu đựng đủ dày vò đau đớn của bệnh tật. Mỗi lần phát bệnh đều cần cô em gái hiến tặng cho mình. Điều này khiến Kết vô cùng hổ thẹn. Cho dù có được ghép thận từ Anna, cô cũng không thể hoàn toàn hồi phục. Vậy thì chẳng thà sớm kết thúc sinh mệnh, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho cô. Trong lúc Sarah và con trai còn đang tranh cãi thì luật sư Campbell liền đứng dậy. Ông ấy bước ra khỏi tòa án, nhưng chưa đi được mấy bước liền ngã vật xuống đất và lên cơn co giật. Lúc này Anna liền hiểu ra luật sư Campbell là một người mắc bệnh động kinh. Ông ấy hiểu rõ nỗi khổ không thể khống chế thân thể mình, nên vị luật sư nổi tiếng này mới tiếp nhận vụ án này. Chỉ với $700 chi phí cho vụ kiện, quan tòa đích thân đến bệnh viện thăm Kết. Sau khi xác nhận mọi bằng chứng, vụ án này cuối cùng cũng được khép lại. Chiều hôm đó, những người họ hàng chẳng bao giờ gặp cũng đến bệnh viện thăm Kết.
nhưng chẳng ai nói lời chia tay chính thức với Kate. Bọn họ chỉ ngồi tán gẫu và ăn pizza. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, giống như là đang tham dự tiệc vậy. Bữa tiệc kết thúc, bọn họ lập tức rời đi. Cũng may là gia đình có người ốm này cũng đã sớm quen với kiểu họ hàng như này, nên chẳng ai thèm kêu ca gì. Kết dặn cha đưa hai đứa em mình về nhà trước. Sau đó cô bé lấy ra cuốn sổ ghi chép của mình, rồi tặng cho mẹ. Mười mấy năm nay, những giây phút vui vẻ bị Sarah lãng quên đều được Kết ghi chép lại trong đây. Trong lúc con gái an ủi và nói lời từ biệt, Sarah cuối cùng đã bật khóc nức nở. Bao năm nay, cho dù gặp khó khăn gì đi nữa, cô đều tin rằng con gái sẽ sống sót. Nhưng lần này vẫn là lúc phải nói lời từ biệt với con gái. Trong vòng tay của cô con gái, Sarah với thân thể mệt mỏi đã nằm xuống như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Cô ôm chặt lấy tay của con gái, rồi cùng cô bé đi nốt quãng đường còn lại. Một buổi chiều mấy ngày sau đó, luật sư Campbell đưa cho Anna một tập tài liệu. Chúng ta thắng rồi, cháu sẽ vẫn phải làm bài tập về nhà. Khi cha mẹ cháu kêu cháu đi ngủ, cháu vẫn phải nghe lời. Nhưng bây giờ, cháu sẽ chính thức được giải thoát khỏi việc bị khống chế về những vấn đề liên quan đến y học. Có lẽ đây là món quà lớn nhất mà cô chị Kết để lại cho cô. Cũng là cô chị dùng tính mạng của mình đặt ra một bước ngoặt quan trọng cho vấn đề bảo vệ trẻ em trong xã hội. Thời gian mấy năm sau đó, cuộc sống gia đình Anna được cải thiện rõ rệt. Không còn nỗi lo về bệnh tật, bọn họ có thể sống như những người khác, tự do thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng bất luận bao lâu nữa, mỗi năm vào dịp sinh nhật Kết, cả nhà họ sẽ tụ tập bên bờ hồ yêu thích của Kết, cảm nhận giây phút hạnh phúc mà Kết mong muốn nhất. Lúc này Anna cũng sớm đã hiểu, khi người thân yêu nhất của mình mắc bệnh nan y, bất luận là lựa chọn để họ tự nhiên ra đi hay dùng mọi cách để họ sống thêm một ngày, tất cả những chuyện đó đều là vì tình yêu. Một ngày nào đó, con nhất định sẽ gặp lại chị con.